Nếu thấy hay các đạo hữu hãy like, share, để thấy video mới nhất quý đạo hữu click subscribe. Vì cộng đồng quý đạo hữu xem trong mô tả bên dưới video. Mời quý đạo hữu nghe tiếp, nghe được trong miệng Huân Nhi nói ra những từ ngữ kỳ quái, lại nhìn thấy sự kinh ngạc trên gương mặt của nàng. Tiêu Viêm liền nhíu mày, bàn tay nắm chặt khối thần bí cổ ngọc mát lạnh nói, nàng biết được thứ này. Hít sâu một hơi lạnh, trên gương mặt Huân Nhi thay đổi không ngừng một lúc sau cắn răng một cái bước nhanh tới bên cạnh tiêu viêm thấp giọng nói tiêu viêm ca ca ngọc này từ đâu mà có vào thời điểm gia tộc chuyển đi trưởng lão đưa cho ta bảo quản tiêu viêm nhìn thấy thần sắc khác thường của huân nhi mặt càng nhăn thêm một ít trầm giọng nói làm sao vậy thì ra một phần chìa khóa kia đúng là ở trong tay tiêu gia đúng là đà xá cổ đế ngọc ánh mắt rất nhanh nhìn chăm chú vào cổ ngọc trong tay của tiêu viêm Ý niệm trong lòng Huân Nhi như thủy triều cuồn cuộn nổi lên. Sau một lúc lâu, nàng chậm rãi nhắm mắt lại, khi mở ra vẻ kinh ngạc trong ánh mắt đã bình thản đi rất nhiều. "Tiêu Viêm ca ca, đà xá cổ đế ngọc này, từ lúc này ngươi không nên lấy ra trước mặt bất cứ ai. Nhớ kỹ, cho dù là bất luận kẻ nào." Tiêu Viêm nắm chặt bàn tay trên gương mặt thần sắc có chút trịnh trọng mà trước nay chưa có. Mặc dù hiện giờ trên đại lục người biết được vật này có lẽ rất ít. Nhưng nếu để cho người khác biết ngươi mang đà xá cổ đế ngọc. Sợ rằng lập tức sẽ đưa tới họa sát thân. Thậm chí ngay cả trong giả nam học viện này cũng sẽ thèm đỏ mắt mà ra tay. Thành âm huân nhi nói rất nhỏ. Như là sợ người khác vô tình nghe được. Nhìn thần sắc trịnh trọng của huân nhi. Khuôn mặt tiêu viêm cũng ngưng trọng đi rất nhiều. Trong bàn tay nắm khối thần bí cổ ngọc có một cỗ mát lạnh từ trong phát ra làm cho trong lòng hắn vẫn duy trì được sự bình tĩnh gật nhẹ đầu hắn thấp giọng nói thứ này tại sao lại gọi là đà xá cổ đế ngọc nó không phải là vật tượng trưng cho thân phận tộc trưởng tiêu gia sao huân nhi có chút gật đầu nhẹ giọng nói trải qua một thời gian dài có lẽ bây giờ tiêu gia cũng không có ai biết lai lịch của khối ngọc này vì vậy chỉ dựa theo lời nói truyền đời liền đem nó thành tín vật của tộc trưởng hơn nữa lại đem linh hồn ấn ký khắc vào trong đó coi như là một vật để cho tộc nhân tùy thời biết tình huống sinh tử của tộc trường. Vậy nó đến tột cùng có lai lịch như thế nào? Nghe người nói vậy, vị chủ nhân của đà xá cổ đế ngọc này tựa như có thân phận không nhỏ nó như thế nào lại ở bên trong tiêu gia ta? Tiêu viêm trầm giọng hỏi, đâu chỉ là không nhỏ. Huân Nhi lắc nhẹ đầu trong lòng cười khổ, nói tiêu viêm ca ca. Bởi vì có một vài nguyên nhân đặc thù ta hiện tại cũng không thể nói cho ngươi biết quá nhiều chuyện nếu không đối với ngươi mà nói cũng không có nửa điểm tốt ngươi nếu tin tưởng lời nói của huân nhi thì hãy nghe ta một lần về sau không nên lấy khối ngọc này ra trước mặt bất cứ người nào khẽ nhíu mày tiêu viêm nhìn thấy khuôn mặt huân nhi có chút cầu xin trong lòng liền mềm ra đành thở dài gật đầu vừa lật tay lập tức đem khối cổ ngọc vô cùng thần bí thu vào trong giới chỉ thấy tiêu viêm đã cất kỹ cổ ngọc huân nhi mới thở dài nhẹ nhõm nói nhỏ tiêu viêm ca ca hãy gìn giữ nó cẩn thận khối đà xá cổ đế ngọc trong tay ngươi mặc dù không phải là đầy đủ nhưng có thể ẩn chứa năng lượng cực kỳ khổng lồ cũng như có thể có năng lực thần kỳ chẳng qua đến nay các vị trưởng bối gia tộc tiêu gia chỉ mới nghiên cứu ra được một chút công năng bé nhỏ không đáng kể đó là nó có thể chứa đựng linh hồn ấn ký sau này nó sẽ đem đến lợi ích cho ngươi rất nhiều tiêu viêm gật nhẹ đầu ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm huân nhi trong lúc nhất thời hai người bỗng nhiên trầm mặc im lặng bị không khí im lặng làm cho cả người có chút không tự nhiên đặc biệt tại ánh mắt sáng quắc của tiêu viêm nhìn lại làm huân nhi trong lòng không khỏi cười khổ hít một hơi sau đó ngẩng đầu nhìn thẳng vào tiêu viêm thành âm nhẹ nhành tiêu viêm ca ca ta xác thực còn che giấu ngươi rất nhiều việc nhưng hãy tin tưởng ta chuyện kia tuyệt đối sẽ không có nửa điểm sai biệt Hãy tin ta, chỉ cần đợi tới lúc Tiêu Viêm ca ca có thực lực cùng Vân Lam Tông chống lại, ta sẽ đem tất cả những chuyện tình toàn bộ nói cho ngươi biết, kể cả thế lực sau lưng của Huân Nhi, cho đến mối quan hệ sâu xa với Tiêu gia." Ánh mắt gắt gao nhìn Huân Nhi, một lúc lâu sau, Tiêu Viêm chậm rãi gật đầu, đồng thời bàn tay xoa nhẹ đầu Huân Nhi, trầm giọng nói, "Tốt, ta chờ ngày nào đó nàng sẽ đem toàn bộ sự thật nói với ta." nói xong hắn liền lập tức xoay người bước thẳng xuống cầu thang lầu nhìn bóng dáng tiêu viêm biến mất tại cầu thang huân nhi lại một lần nữa cười nhăn nhó cắn nhẹ răng thấp giọng nói ai quên đi không cần xen vào nhiệm vụ trong tộc muốn ta lấy đi đà xá cổ đế ngọc từ tay tiêu viêm ca ca ta nếu không làm thì chuyện này cũng không có người thứ hai biết người trong tộc cũng sẽ không đoán được nó lại ở trong tay tiêu viêm ca ca sao 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 ánh trăng mở ảo từ cửa sổ chiếu vào trong bóng tối căn phòng, làm cho trong phòng có chút ánh sáng mông lung. Tiêu viêm ngồi xếp bằng ở trên giường. Linh hồn lực lượng toàn thân tràn ngập lan tỏa ra. Linh hồn cảm giác lực đem toàn bộ căn phòng đều bao bọc bên trong. Trong phòng mỗi một nơi đều bị linh hồn cảm giác lực đảo qua cứ như thế được cẩn thận kéo dài hơn 10 phút. Tiêu viêm mới nhẹ vung ra hắc sắc giới chỉ. Nhất thời một luồng hào quang mờ ảo nhẹ nhàng bay ra qua một lúc sau lại ngưng tụ thành một thân ảnh già nua lão sư tiêu viêm vừa mở miệng định nói dược lão liền phất tay trầm giọng nói ta biết ngươi muốn hỏi về những chuyện có liên quan đến đà xá cổ đế ngọc nhưng mà chuyện này ngay cả ta cũng chỉ mơ hồ nghe nói qua chứ cũng chưa từng thấy nghe vậy tiêu viêm có chút hơi thất vọng cố hỏi vậy tột cùng lão sư đã biết được gì về nó ta có thể nói cho ngươi biết đó là đà xá cổ đế ngọc này, có lẽ ngàn năm trước cùng với đà xá cổ đế có chút quan hệ. Dược lão trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi nói. Đà xá cổ đế, tiêu viêm ngẩn ra, trong miệng lẩm bẩm lại tên này. Một lát sau có chút nghi ngờ nói là một người. Có lẽ gọi là thần cũng không quá đáng. Dược lão thở dài một hơi. Bên trong có một vẻ kính sợ mở ảo trong lòng chấn động yết hầu tiêu viêm giật giật. Hắn tự nhiên biết trên thế giới này căn bản không có thần linh nếu như có cũng chỉ là một vài tu luyện giả tu luyện đấu khí đến một mức có thể chống đỡ cùng thiên địa là cảnh giới tột đỉnh của sinh linh chẳng lẽ hắn là một đấu đế hai chữ cuối cùng trong thanh âm tiêu viêm có vài phần run rẩy tại trên đại lục này mặc kệ là ai chỉ cần tại thời điểm nhắc tới những đại biểu có thực lực cao không gì so sánh nổi đều là nhịn không được trong tâm sinh ra một nỗi kính sợ đúng linh hồn thân thể của dược lão cũng run rẩy vài cái. Thanh âm tại trong phòng nhẹ nhàng vang lên trên đấu khí đại lục. Cho dù là đấu thánh cường giả cũng có lẽ hiếm như lông phượng sừng lân. Nhưng đấu đế lại càng ít hơn. Vì không thể vượt qua chướng ngại. Không ít thiên tài có thiên tư tuyệt diễm sánh cùng thiên địa cũng lâm vào cái kết cục khổng lồ. Đều là âm thầm rơi rụng. Không nói đến từ thời thượng cổ chỉ nói thời đại bây giờ ngoại trừ ngàn năm trước có một vị là đà xá cổ đế theo hiểu biết của ta trên đại lục còn chưa xuất hiện người thứ hai bạn đang đọc truyện tại truyện phun vkvk chuyện phun đấu thánh cùng đấu đế mặc dù chi kém một cấp bậc nhưng lại cách biệt như trời và đất nhiều năm như vậy đã có biết bao nhiêu kẻ có tư cách đánh sâu vào cảnh giới đỉnh cao cường giả kia nhưng cuối cùng đều chuốc lấy việc thất bại mà đà xá cổ đế ngọc trong tay của ngươi có lẽ là vật trong truyền thuyết do đà xá cổ đế lưu lại. Mặc dù không rõ ràng lắm về tác dụng của nó, hơn nữa nhìn bộ dáng của nó có lẽ chỉ là một phần nhỏ. Nhưng với danh tiếng của chủ nhân đời trước, đủ để dẫn động cường giả khắp đại lục mong muốn cướp đoạt. Cho nên bạn gái của ngươi nói ngươi không nên lấy vật này ra trước mặt bất cứ người nào. Là có, đạo lý của nó, sắc mặt của dược lão biểu hiện có chút ngưng trọng đồng thời cũng không ngờ tiêu gia lại có được vật đủ để phát động trở thành đại lục kỳ vật. Hơn nữa hắn cũng rất minh bạch nếu chuyện này truyền ra ngoài, sẽ mang đến cho tiêu viêm tình thế cực kỳ nghiêm trọng. Vật này sẽ đưa đến những cường giả mà Vân Lam Tông cũng không thể so sánh. Chỉ sợ tùy tiện một người đều có thực lực vào thời kỳ đỉnh phong của hắn. Chỉ bằng tí thực lực bây giờ của tiêu viêm, không nghi ngờ là không có một chút năng lực phản kháng. Đà xá cổ đế thở sâu một hơi. Tiêu Viêm cười khổ một tiếng, trong tâm đột nhiên có một loại cảm giác hư ảo. Vốn chỉ là một khối tín vật bình thường trong tộc, nhưng hiện giờ bỗng nhiên cùng với một nhân vật chỉ tồn tại trong truyền thuyết có quan hệ. Sự việc biến hóa đột ngột làm cho Tiêu Viêm cảm thấy có chút không phải sự thật. Ta biết chuyện này đối với ngươi khó thể chấp nhận, nhưng ngươi cứ coi như chuyện ngày hôm nay chưa từng xảy ra. Việc này chỉ có ba người chúng ta biết, như vậy sẽ không tiết lộ ra ngoài ngày sau khối đà xá cổ đế ngọc này có lẽ sẽ đem đến nhiều trợ giúp cho ngươi nhưng bây giờ thực lực của ngươi căn bản không đủ để biết đến sự ảo diệu của nó cho nên trước hết hãy để cho nó nằm im bên trong giới chỉ mà thôi nhìn thấy vẻ mặt của tiêu viêm dược lão bất đắc dĩ lắc đầu nói tiêu viêm cười khổ gật đầu hiện giờ cũng chỉ có thể như vậy chẳng qua đột nhiên trở thành người trong mình mang báu vật lớn cũng khó tránh khỏi trong lòng cảm thấy không yên bắt đầu từ ngày mai. Người đi vào thiên phần luyện khí tháp tiến hành bế quan, sớm ngày đạt tới đấu linh cấp bậc. Cũng là để chuẩn bị tốt sau này cấp đoạt vẫn lạc tâm viêm, tăng thêm một phần thành công. Dược lão cười nói, tiêu viêm gật đầu, trở mặc một hồi, tâm tư cũng trở lại bình thường. Cái gọi là đấu đế và gì đi nữa, khoảng cách bây giờ của hắn thật sự là quá mức xa xôi không thể leo tới. Hắn hiện tại điều quan tâm chính là bên trong thiên phần luyện khí tháp và vẫn lạc tâm viêm thứ đó có thể cho hắn lực lượng chân chính còn cái gọi là đà xá cổ đế ngọc này đến tột cùng là có đúng hay không do vị đà xá đấu đế trong truyền thuyết lưu lại cho dù là đúng nhưng đại tổ tông tiêu gia cũng không nghiên cứu ra cái gì tiêu viêm cũng không tin mình tùy tiện dò xét là có thể nghiên cứu rõ ràng cho nên hắn cũng không có đem kỳ vọng đặt ở trên đà xá cổ đế ngọc cái mà cho đến hiện giờ căn bản không có xác định được tác dụng gì không bằng gia tăng thực lực đem chú ý đặt hết trên vẫn lạc tâm viêm như thế ngược lại còn có nhiều tác dụng thực tế hơn hôm sau lúc tiêu viêm từ trong phòng đi ra vừa vặn nhìn thấy hổ ra cùng ngô hảo ở đại sảnh hổ ra thật ra không khác xưa lắm mà Ngô Hạo hình tượng lại không đẹp mắt lắm trên khuôn mặt mang theo vết thương máu đông ứ động nhưng tên chiến sĩ cuồng nhân lại hiện lên vẻ hưng phấn cuồng nhiệt Tiêu Viêm xem bộ dáng này mơ hồ phát ra khí thế hung hãn sắc bén rõ ràng mấy ngày nay thi đấu trong thao chàng đã làm cho tên kia có chút thu hoạch Tiêu Viêm người thăng cấp thế nào rồi hai người nhìn thấy Tiêu Viêm cảm giác được hơi thở của hắn mạnh mẽ hơn một chút so với mấy ngày trước đều không khỏi kinh ngạc hỏi. Tiêu viêm cười gật đầu, ngồi xuống trong đại sảnh. Nhìn ngô hạo cười nói, thi đấu thể thao tràng như thế nào? Cường giả rất nhiều, hơn nữa đều là loại chính thức chiến đấu ma luyện, xa xa không phải như mấy cái tên ngoại viện chỉ biết ngồi một xó tu luyện có thể sánh bằng, ta ở đó lăn lộn 4 ngày. Chiến đấu 8 chàng, thắng 3 thua 5, kết quả là tổn thất 20 ngày hỏa năng. Ngô hạo gật gật đầu, đối với thi đấu thể thao chàng kia có đánh giá khá cao. Vậy a à, Nghe vậy tiêu viêm cũng có cảm giác kinh ngạc ngay cả ngô hạo có thực lực bậc này mà tại thể thao chàng cũng không thể duy trì nửa phần chiến thắng. Xem ra sân thi đấu kia thật đúng là tập trung cường giả như thế làm cho hắn có một tia hứng thú. Người nếu có thời gian nên đi thi đấu thể thao chàng thử xem nơi đó là một địa phương mài luyện rất tốt. Nguồn http 2 gạch chéo gạch chéo vn ngô hạo đem vật điểm tâm cầm trong tay nhét vào miệng hàm hồ nói kế tiếp ta chỉ sợ sẽ rất ít đi luyện khí tháp ta cảm thấy được thi đấu chàng thích hợp với ta hơn tiêu viêm cười cười vừa muốn nói chuyện thì nghe tiếng bước chân phía sau nghiêng đầu nhìn vừa thấy huân nhi từ trên lầu đi xuống hướng về phía huân nhi khẽ cười cười tiêu viêm trầm ngâm một hồi nói vừa lúc đến đông đủ ta nói cho các ngươi một câu ta tính toán tại trong luyện khí tháp một khoảng thời gian mà trong thời gian này chuyện bàn môn là hẳn cần các ngươi lo liệu bế quan nghe được lời tiêu viêm trong đại sảnh ba người đều có chút ngạc nhiên một lát sau huân nhi mới nhẹ giọng hỏi thời gian bao lâu đến khi đột phá tám tinh cấp bậc tiêu viêm khẽ cười nói ách người mới đột phá bảy tinh không bao lâu lại muốn đột phá tiếp cho dù có thiên phần luyện khí tháp trợ giúp cũng sẽ không có tốc độ như vậy ngô hạo cau mày nói tại tầng một hoặc hai đích xác không có tốc độ như vậy nhưng mà chúng ta không phải có thanh hòa tạp sao ha ha, thứ này đủ để chúng ta đi vào tầng 5 thậm chí tầng 6 tu luyện. Tiêu viêm cười nói, nghe vậy, mắt ngô hạo nhất thời trừng lên, tầng thứ 5, tầng thứ 6. Người chẳng lẽ không biết thiên phần luyện khí tháp mỗi khi xuống một tầng thì tâm hỏa lại càng hùng hồn hơn sao? Lấy thực lực bảy tinh đại đấu sư của ngươi nhiều lắm tại tầng 3 tu luyện, tầng 5 sáu ít nhất cần cấp bậc 4 tinh đấu linh mới có thể chịu được. Một bên, hổ ra cũng khẽ gật đầu trải qua khoảng thời gian này đã quen thuộc nội viện nàng cũng đã biết một ít chuyện tình bên trong thiên phần luyện khí tháp yên tâm đi tiêu viêm ca ca có thể làm được ngoài ý muốn xuất hiện trên người hắn các ngươi còn thấy ít sao trái với ngô hạo hai người huân nhi nghe được lời nói tiêu viêm chỉ là thoáng giật mình chút bàn tay mềm nâng chung trả lên nhẹ giọng cười nói hiểu biết của nàng đối với tiêu viêm so với hai người hơn rất nhiều hơn nữa nàng cũng hiểu được lấy tính tình của tiêu viêm không có khả năng đi làm chuyện không nắm chắc. Tiêu viêm cười gật đầu, có được thanh liên địa tâm hỏa hắn có thể không cần để ý tâm hỏa hay hỏa độc ăn mòn. Việc này với học viên khác mà nói có lẽ là trở ngại trong tu luyện nhưng mà với hắn thì không trì hoãn được nửa bước chân. Nhìn thấy tiêu viêm ý đã quyết, ngô hạo cùng hổ ra cũng đành phải gật gật đầu. Trong lúc ta bế quan các ngươi chú ý bạch bang kia nhiều hơn một chút. Bạch trình kia không giống như người độ lượng lắm đâu ta nghĩ cho dù có nửa năm ước định chỉ sợ hắn cũng sẽ âm thầm cho chúng ta một ít động tác. Nhắc tới bạch chính, tiêu viêm mày liền hơi nhíu lại cái tên gia hỏa âm trầm kia cuối cùng làm cho người ta có chút khúc mắc. Tiêu viêm ca ca liền an tâm bế quan đi, chờ ngươi đi ra sẽ thấy bản môn càng thêm mạnh mẽ. Về phần bạch trình kia nếu là thật sự muốn âm thâm ngáng chân, đây cũng không thể trách chúng ta không tuân thủ quy củ nội viện. Huân Nhi gật gật đầu nhàn nhạt cười nói, khẽ gật đầu. Có huân nhi tọa chấn tiêu viêm tự nhiên là có thể an tâm, một tên bạch trình còn thật không đáng để vào mắt. Đúng rồi, trong viện chắc là có địa phương có dược liệu hay ma hạch chứ cầm trong tay nước trà uống một hơi cạn sạch tiêu viêm đột nhiên hỏi. Dược liệu, ma hạch. Suy nghĩ một chút Huân Nhi nói, ở bên trong viện cũng có nơi giống như kiểu giao dịch chàng, có rất nhiều vật ly kỳ cổ quái bán ra, trong đó cũng là nhiều dược liệu mấy thứ này đều là nội viện đệ tử tự, tự mình tìm được ở sâu trong núi rừng nhưng mà nếu muốn mua thì cần phải có hỏa năng ghi nhớ địa điểm trong lòng tiêu viêm lúc này mới đứng dậy hỏi han qua ba người rồi lập tức ly khai sau đó một đường bước vào địa phương như lời huân nhi đã chỉ lúc này đây bế quan thời gian khá dài hơn nữa để có thể làm cho việc bế quan phát huy hiệu quả lớn nhất hắn cần phải chuẩn bị một chút diện tích nội viện cực kỳ rộng lớn tìm đến địa phương kia ước chừng làm tiêu viêm tiêu hao nửa giờ thời gian bất quá cũng may cái gọi là khu giao dịch ở bên trong nội viện là một địa phương cực kỳ nổi bật khi đi thông qua con đường cuối cùng theo dòng người đi người đến tiêu viêm thật cũng không đến nỗi lạc đường sau nửa giờ tiêu viêm rừng ở ngoài một địa phương cực kỳ rộng lớn bên trong quảng trường được bày đặt không ít bãi đá mà lúc này trên bãi đá đang bày biện các loại vật phẩm muôn màu rực rỡ ngoài bãi đá đám người rộn ràng nhốn nháo không khí tấp nập làm cho tiêu viêm không thích ứng kịp đi vào khu giao dịch khổng lồ này chung quanh tiếng động xôn xao thiếu chút nữa làm cho tiêu viêm mất phương hướng thân mình dịch chuyển chen vào trong dòng người mắt không ngừng đảo qua các vật phẩm trên bãi đá tiêu viêm trong lòng càng thêm kinh dị nơi này bày bán những vật không chút nào kém hắc giác vực hay vài thị trấn lớn có lẽ bởi vì nội viện ẩn tàng trong thâm sơn mờ mịt trong đó một ít đồ vật thậm chí ngay cả trong cửa hàng ở hắc giác. Vực cũng khó thể thấy, kinh ngạc một lúc sau, tiêu viêm liền bắt tay vào tìm kiếm dược liệu cần thiết bởi vì thực sự không phải luyện chế cao dai đan dược gì nên cũng không quá mức khó tìm kiếm. Tiêu phí hơn một giờ toàn bộ dược liệu hắn cần tiêu phí 30 ngày hỏa năng đã nằm trong tay. Nhìn trên thanh hỏa tinh tạp vốn chữ nhiều hỏa năng, tiêu viêm bất đắc dĩ lắc đầu, hắn cho rằng hơn 100 ngày hỏa năng đã không ít rồi thế nhưng chi tiêu bây giờ đã không còn bao nhiêu thầm vì hao phí hỏa năng thở dài một hơi tiêu viêm định rời đi nhưng thân hình vừa chuyển động trong lòng bỗng vang lên tiếng dược lão tiểu từ kia quầy hàng phía trước kia nhìn một cái đi nghe được dược lão nói tiêu viêm ngẩn ra chợt có chút nghi hoặc quay đầu đem ánh mắt ném về quầy hàng phía trước lại kinh ngạc phát hiện nguyên bản đám đông chật trội mà nơi đó tựa hồ bị ngăn cách một ít đệ tử đi qua lại giống như thỏ con rất nhanh lùi qua mang theo nghi hoặc trong lòng tiêu viêm nâng bước chân chen vào dòng người hướng mảnh đất kia đi tới. Khi lại gần chỗ đó tiêu viêm nhìn quầy hàng chút, chỉ thấy phía sau là một gã nam tử mặc áo xám ngồi xếp bằng, đôi mắt nhắm chặt không để ý tới người lui tới chung quanh. Bộ dáng này thật ra không giống như đang buôn bán. Người này, hời thở thực mạnh mẽ, chỉ sợ ngay cả bạch trình cũng không hơn, có lẽ là một gã cường bảng cao thù có điều ngồi này hơi thở tuy mạnh nhưng lại tràn ngập lệ khí nóng này xem ra tính tình người này có chút không ổn lấy linh hồn cảm giác nhạy cảm đánh giá mặc dù người áo xám nam tử này hơi thở che giấu vô cùng tốt vẫn không thoát được lực chú ý của tiêu viêm lập tức trong lòng hiện lên một tia kinh ngạc ánh mắt từ trên người áo xám nam tử rời đến trên bãi đá trước mặt hắn sau đó chậm rãi lướt qua theo tầm mắt đi qua Tiêu Viêm kinh ngạc càng thêm nồng đậm, trên bãi đá này được đặt ngay ngắn không ít các loại thuộc tính ma hạch đều cỡ cấp 4. Loại cấp bậc ma thú này chính là ngang với đấu linh cường giả, người này thế mà có thể bày bán nhiều như vậy. Sợ hãi lắc lắc đầu, ánh mắt Tiêu Viêm đang di chuyển bỗng dưng ngưng lại. Cúi đầu kinh dị một tiếng, nhìn chăm chú vật phẩm nơi giữa bãi đá hấp dẫn ánh mắt tiêu viêm chính là một đoạn dây leo dài chừng nửa thước thân dây leo màu xanh biếc giống như ngọc bích mơ hồ có hoa văn tinh khiết trên đó quanh có uốn lượn giống như một con rắn xanh kỳ dị nhất vẫn là gốc khô đằng một xanh biếc này toàn thân tản ra một cỗ kỳ hương làm cho người ta thoải mái vừa nhìn thấy liền biết vật ấy không thường cái này mặc dù từ bên ngoài nhìn vào tiêu viêm cũng đã có thể biết thứ này hẳn là khác biệt nhưng với kiến thức của hắn thế lại không nhận ra là vật gì Thanh Mộc Tiên Đằng, tiếng cười nhàn nhạt của Dược Lão mang theo một chút kinh hỉ khó che giấu. Thanh Mộc Tiên Đằng nghe vậy, Tiêu Viêm ngẩn ra, chợt trong lòng chấn kinh, khuôn mặt nháy mắt vui mừng như điên. Thanh Mộc Tiên Đằng nguyên liệu luyện chế địa linh đan, không nghĩ tới ở chỗ này may mắn gặp. Không thể không nói là may mắn. Để nén sự vui mừng trong lòng, Tiêu Viêm chen vào đám người chậm rãi đến gần bãi đá có chút đặc thù kia, mà khi nhìn thấy hành động của hắn những người xung quanh đều ngừng lại cước bộ, ánh mắt nhìn về phía tiêu viêm, có chút trêu chọc. Cước bộ dừng lại phía trước, ánh mắt tiêu viêm chăm chú nhìn vào gốc thanh mộc tiên đằng. Chần chờ một chút, bàn tay đưa tới định cầm nó lên. Suy, ngay khi bàn tay tiêu viêm sắp chạm đến thanh mộc tiên đằng. Một cỗ kình phong sắc bén bỗng phá không mà đến. Kình phong mạnh đến mức làm cánh tay tiêu viêm nổi da gà cảm nhận được sự mạnh mẽ của cỗ kinh khí kia tiêu viêm nhíu mày thanh sắc hỏa diễm trào ra từ nạp linh nhanh chóng chạy qua các kinh mạch cuối cùng phá thể mà ra bao bọc bàn tay cấp tốc rụt về hử ngay khi thanh sắc hỏa diễm bao bọc lấy bàn tay của tiêu viêm một tiếng kêu kinh dị bỗng nhiên vang lên cỗ kinh phong sắc bén kia cũng nhanh chóng biến mất thuận lợi rút tay lại tiêu viêm ngẩng đầu nhìn nam từ mặc áo xám trước mặt lúc này hắn cũng đã mở mắt khuôn mặt thoáng kinh ngạc nhìn tiêu viêm Ánh mắt đảo qua đôi mắt của đối phương, Tiêu Viêm nao nao. Chỉ thấy trong mắt đối phương tràn ngập quang mang khác thường. Những hồng mang này đều mang theo một chút bạo lệ. Đối với loại hồng mang này, Tiêu Viêm cũng không xa lạ. Chỉ cần tu luyện lâu trong thiên phần luyện khí tháp sẽ xuất hiện hiện tượng này. Nó được gọi là hỏa độc xâm thể. Nhưng hồng mang trong mắt những người Tiêu Viêm nhìn thấy mấy hôm trước cũng chỉ có một chút mà thôi. Mà người này gần như toàn bộ con mắt của hắn đều bị hồng mang bao phủ. Hiển nhiên hỏa độc xâm thể đã sâu. Mà loại hỏa độc xâm thể nghiêm trọng này là người đầu tiên mà tiêu viêm thấy. Không mua thì đừng có chạm vào. Ánh mắt lạnh lùng của hôi y nam tử đảo qua tiêu viêm một cái. Hai ngón tay như đau khép lại thản nhiên nói. Thái độ này của hôi y nam tử có chút buồn cười. Tiêu viêm lại bất đắc dĩ lắc đầu. Bây giờ hắn mới hiểu vì sao những người bên ngoài mới giữ một khoảng cách với tên kia. Người mua muốn xem hàng một chút cũng suýt chút nữa bị công kích. Vậy cho dù thứ hắn bày ra có tốt đến đâu, chỉ sợ cũng không có mấy người dám đến mua đi. Ai nói ta không mua? Tiêu viêm khoanh tay trước ngực cũng thản nhiên đáp lại một câu. Đừng khua môi múa mép với ta, muốn mua thì đem hỏa năng ra, nhiều lời mất thời gian. Trong con ngươi màu hồng xẹt qua một chút phiền lòng. Hồi y nam tử vỗ mạnh lên bãi đá một cái tức giận nói. Hỏa độc sâm thể đã nghiêm trọng đến mức này, tâm trí cũng sẽ bị một ít ảnh hưởng cũng không để ý đến hôi y nam từ quát mắng. Khuôn mặt tiêu viêm cũng hơi ngưng trọng một chút, không nghĩ đến hỏa độc xâm thể trong thiên phần luyện khí tháp lại mạnh mẽ đến vậy, xem ra sau này tu luyện. Cho dù có thanh liên địa tâm hỏa hộ thể, cũng phải cẩn thận gấp đôi. Cây thanh đằng này giá bao nhiêu? Tiêu viêm chỉ về phía gốc thanh mộc tiên đằng kỳ dị kia thản nhiên hỏi, từ việc đối phương đem gốc thanh đằng này bày ở vị trí dễ thấy nhất là có thể hiểu tên kia hiển nhiên biết được thứ này rất quý hiếm cho nên tiêu viêm muốn tùy ý mua được chỉ sợ sẽ có chút khó khăn. Bạn đang đọc truyện tại http 2 gạch chéo gạch chéo vn 400 ngày hỏa năng. Hồi y nam từ lạnh giọng trả lời. Lời này của hồi y nam từ vừa thốt ra cả khu vực xung quanh đột nhiên yên tĩnh lại ánh mắt mọi người nhìn về tên kia như đang nhìn một thằng điên. 400 ngày, số lượng khổng lồ như vậy, có một số người một năm thậm chí hai năm cũng chưa chắc kiếm được. Tên kia, sư tử há mồm, cũng hơi quá đáng đi. Bọn họ mặc dù cũng có thể nhìn ra chỗ kỳ dị của gốc thanh đằng này, nhưng nếu nói nó có giá trị 400 ngày hỏa năng, tuyệt đối sẽ không có ai tin. Dưới cái giá trên trời này, đừng nói những người xung quanh, cho dù là tiêu viêm, khóe miệng cũng nhịn không được giật giật một cái, 400 ngày, tên này. Có đắt quá không? Hít sâu một hơi, Tiêu Viêm cau mày nói, mặc dù ta không biết giá trị của cây mộc đằng này là gì, nhưng nó lại được hai ma thú có cấp bậc đấu vương liều chết tranh đoạt, cũng đủ chứng minh được giá trị của nó, hơn nữa, để lấy được nó ta cũng suýt chút nữa mất đi cái mạng này, cho nên 400 ngày hỏa năng không đắt, nếu ngươi mua không nổi thì biến đi. Đừng cản trở ta làm ăn." Hồi Y Nam tử liếc nhìn Tiêu Viêm một cái, xua tay nói, mặc dù hôi y nam tử nói nhẹ nhàng nhưng mấy lời này của hắn cũng làm mọi người xung quanh có chút chấn động thứ cướp được từ trong tay hai ma thu cấp bậc đấu vương tên kia thật không hổ là người điên cuồng nhất trong nội viện trong mắt tiêu viêm cũng hiện lên một chút kinh ngạc ánh mắt nhìn về hôi y nam tử cũng càng ngưng trọng lên nếu hoàn toàn dựa vào thực lực bản thân mình mà nói tiêu viêm tự hỏi trong lòng hắn cũng không quá chắc chắn cướp được kỳ vật như vậy từ trong tay hai ma thú cấp bậc đấu vương, tên trước mắt này, mặc dù cuồng, mặc dù ngạo. Nhưng hắn thực sự có đủ vốn liếng để kiêu ngạo, có thể đổi những thứ khác không? Tỷ như đồ vật, 400 ngày hỏa năng, thật ra ta cũng không có đủ. Tiêu viêm trần chờ một chút tiên đằng là tài liệu chủ chốt để luyện chế địa linh đan, mà muốn thành công thôn phệ vẫn lạc tâm viêm, địa linh đan lại là thứ không thể thiếu, cho nên, cho dù thế nào hắn cũng phải có được ma hạch và dược liệu cần thiết để luyện chế địa linh đan trước khi tìm thấy vẫn lạc tâm viêm. Nhưng dược liệu luyện chế địa linh đan tuy không nhiều, nhưng tất cả đều là vật vô cùng quý hiếm, tỉ như gốc thanh mộc tiên đằng này, nếu hôm nay bỏ qua tiêu viêm cũng không rõ đến năm nào tháng nào mới có thể gặp được cho nên. Hắn tự nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua nó. Có thể ta cần đấu kỹ, địa giai là được người có sao. Đối với đề nghị của tiêu viêm, hồi y nam tử cũng không trần trừ, mở miệng đổi lại một thứ, nhưng cái giá lần này, vẫn như cũ làm cho tiêu viêm và các học viên xung quanh không nói nên lời, địa giai. Trong nội viện này, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu học viên nắm giữ đấu kỹ bậc này. Đương nhiên, địa giai đấu kỹ tiêu viêm vừa vặn có một loại, nhưng lại là thân pháp đấu kỹ. Đây là thứ mà hắn cần phải tu luyện, muốn hắn đem nó đổi lấy thanh mộc tiên đằng, lại có vài phần không nữa khuôn mặt âm tình bất định biến hóa một trận dưới những con mắt soi mói xung quanh lắc lắc đầu chậm rãi nói địa giai đấu kỹ ta cũng không có hồi y nam tử khinh thường nhìn hắn một cái lần này ngay cả nói cũng không thèm trực tiếp nhắm mắt lại không để ý tới tiêu viêm gãi gãi đầu xung quanh không khỏi vang lên một trận cười thầm hiển nhiên hành động này của tiêu viêm làm cho bọn họ cực kỳ buồn cười Quả nhiên là tính tình quái đản, bất đắc dĩ lắc đầu, Tiêu Viêm không để ý đến tiếng cười xung quanh, cũng không rời đi. Đứng ở trước bãi đá trầm ngâm một lúc trong lòng máy động, ánh mắt chậm rãi đảo qua trên người Hôi Y nam tử. Theo ánh mắt Tiêu Viêm quan sát ước chừng 2 phút sau, một cỗ khí tức mạnh mẽ mang theo giận dữ, đột nhiên bạo phát ra từ trong cơ thể Hôi Y nam tử, dưới cỗ khí tức mạnh mẽ nào. Các học viên vây xem xung quanh đều sắc mặt đại biến, vội vã lùi về phía sau tên ngu ngốc này xui xẻo rồi lại đi chọc giận kẻ điên lâm diễm kia đáng đời biết rõ tên kia là người thiếu kiên nhẫn nhất cả nội viện cũng dám lằng nhằng với hắn không phải muốn ăn đòn sao nhưng người này nhìn cũng khá quen mắt đấy học viên xung quanh lui về phía sau một đoạn không khỏi có chút oán giận trong lúc nhất thời những tiếng oán giận kia lại chuyển thành cười nhạo châm chọc dưới khí thức mạnh mẽ khi giận dữ của hôi y nam từ sắc mặt tiêu viêm khẽ biến lùi về sau một bước trong lòng có chút chấn động. Chỉ dựa vào cỗ khí tức này, thực lực của tên kia chỉ sợ cũng trên cả thất tinh đấu linh. Đôi mắt lại chậm rãi mở ra, bên trong con ngươi phiếm hồng tràn ngập giận dữ, hắn nhìn tiêu viêm thanh âm âm lãnh nói, ngươi muốn ăn đòn. Ta không muốn đánh nhau, nhưng ta rất có hứng thú với cây thanh đằng này. Tiêu viêm nhún vai, khẽ cười nói. Thời gian một phút cút khỏi khu giao dịch. Hồi y nam tử hít sâu một hơi, trong thanh âm cố gắng áp lực giận dữ trong lòng. Ta không có 400 ngày hỏa năng, cũng không có địa giai đấu kỹ. Tiêu Viêm khổ não gãi đầu, nhưng lời nói còn chưa hết, khí tức cố gắng đè nén lại của Hôi Y nam tử hoàn toàn bùng phát, thân thể đột nhiên đứng lên, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm. Kình phong sắc bén trên nắm tay, gần như xé rách không khí, trên lộ tuyến của nắm tay, mơ hồ mang theo một đạo quyền ảnh màu hồng hùng hãn kình khí đánh tới vẫn không làm tiêu viêm biến sắc thân thể vẫn đứng thẳng như cũ con người đen nhánh thản nhiên nhìn vào đôi mắt bị hỏa độc ăn mòn kia thanh âm bình tĩnh chậm rãi truyền ra nhưng ta có thể giúp ngươi trừ đi hỏa độc trong cơ thể phốc nắm tay được đấu khí màu hồng bao phủ khi chỉ còn cách khuôn mặt tiêu viêm có hai tấc đột nhiên khựng lại khựng lại cùng với nắm tay còn có khuôn mặt khiếp sợ của hôi y nam tử người Ngươi nói cái gì màu hồng bên trong con ngươi phai đi một chút, thanh âm của Hôi Y nam tử có chút run rẩy hỏi. Ngón tay chậm rãi đè lên nắm tay trước mặt chậm rãi gạt xuống. Tiêu Viêm nhìn thẳng vào vị nam tử có thực lực cực kỳ bất phàm trong nội viện này, thản nhiên nói, "Ta giúp ngươi trừ đi hỏa độc, ngươi cho ta cây thanh mộc đằng, vụ giao dịch này thế nào?" Nghe rõ lời nói của Tiêu Viêm, nhất thời sắc mặt Hôi Y nam tử bắt đầu kịch liệt biến ảo đối với sự đấu tranh trong tâm lý của hắn tiêu viêm cũng không để ý hai tay ẩn trong tay áo im lặng đợi đáp án của đối phương tiếng động lớn làm cho bên trong khu giao dịch cũng lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh chỉ là những đạo ánh mắt phóng đến trên người tiêu viêm đều mang theo một chút kinh ngạc người kia lại có thể đem tên điên cuồng nhất nội viện này chế phục thật sự làm cho người ta bất ngờ kinh hãi động lại trên mặt hôi y nam tử một lúc lâu mới dần dần biến mất hắn lạnh lùng liếc mắt nhìn tiêu viêm một cái nói ta dựa vào cái gì để tin tưởng ngươi có khả năng này hỏa độc trong cơ thể ta từng được nhiều người trong luyện dược hệ điều tra họ đều nói không được ngươi dựa vào cái gì độ sâu của hỏa độc trong cơ thể ngươi đích thật là lần đầu tiên ta gặp phải tiêu viêm liếc nhìn khuôn mặt hôi y nam tử có vẻ tức giận khi nói đến việc này thản nhiên nói nhưng bây giờ ngươi có lựa chọn nào khác sao có lẽ chính ngươi cũng nhận ra, hiện tại hỏa độc đã âm thầm ăn mòn đi lý trí của ngươi, nếu cứ kéo dài tình trạng này, chỉ sợ ngươi sẽ biến thành một quả bom đụng vào là nổ. Sắc mặt khẽ biến, lời này của tiêu viêm đã nói trúng chỗ đau của hôi y nam tử, trần chờ một lát, nắm tay chậm rãi thu về, trầm giọng nói, cuối cùng ngươi là ai? Nếu ngươi có chắc chắn trừ đi hỏa độc trong cơ thể ta, vậy cũng không phải hạng người vô danh. Tân sinh tiêu viêm, tiêu viêm mỉm cười, chắp tay về phía hôi y nam tử cười nói tiêu viêm hắn chính là thủ lĩnh của bàn môn tiêu viêm tiêu viêm vừa nói xong đám người xung quanh liền nổi lên một trận dao động trong khoảng thời gian này chuyện về bàn môn và tiêu viêm đại đa số học viên của nội viện đều đã nghe qua tiêu viêm hình như ta đã nghe qua cái tên này là người xử lý toàn bộ lão sinh trong cuộc săn hỏa năng phải không hồi y nam tử suy nghĩ một lát khuôn mặt xẹt qua một chút kinh ngạc nhìn tiêu viêm không để ý đến những con mắt kinh ngạc xung quanh tiêu viêm mỉm cười gật gật đầu tham gia cuộc săn hỏa năng phần lớn là một đám vô dụng đánh bại chúng cũng chẳng có gì là lạ ngươi là luyện dược sư lời nói của hôi y nam tử không để lại chút thể diện nào cho những học viên tham gia cuộc săn kia nói xong hắn vẫn nhịn không được có chút hoài nghi hỏi lại tiêu viêm ừm tiêu viêm búng tay một luồng thanh sắc hỏa diễm xuất hiện trên đầu ngón tay, ta nghĩ, mặc dù không phải tuyệt đối, nhưng chỉ thực lực của đại đấu sư mới có thể triệu hồi ra thực chất hỏa diễm. Vậy đã có thể chứng minh thân phận của ta rồi chứ, nếu ngươi vẫn không tin, ta có thể đem trang phục của luyện dược sư ra cho ngươi nhìn một chút. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào thanh sắc hỏa diễm, cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng phát ra từ đó, trong mắt hôi y nam tử xẹt qua một chút kinh ngạc, nói, hỏa diễm này của ngươi, đích sắc mạnh hơn mấy tên trong luyện dược hệ kia, quên đi. Tin ngươi một lần, có điều dù ngươi có trừ được hỏa độc trong người ta, nhưng cây thanh mộc đằng cực kỳ bất phàm như vậy, hình như có chút. Nói tới đây, hôi y nam tử cười cười, như vậy đi. Nếu ngươi có thể hoàn toàn trừ đi hỏa độc trong cơ thể ta, vậy thì thêm 100 ngày hỏa năng, cây thanh mộc đằng này sẽ thuộc về ngươi, thế nào? lông mày cau lại tiêu viêm nhìn nam từ trước mặt ánh mắt nhìn thẳng vào con ngươi bị màu hồng bao phủ kia không nghĩ tới một nam từ nhìn như cực kỳ nóng nảy này cũng có một mặt gian thương như vậy không thêm thản nhiên lắc đầu tiêu viêm như không có việc gì nói cuộc giao dịch này dù ngươi có đồng ý hay không cũng không sao mặc dù ta muốn thứ này nhưng cũng không nhất thiết phải có được bây giờ, mà hỏa độc trong cơ thể ngươi nếu cứ tiếp tục kéo dài, ta nghĩ, cho dù là luyện dược tông sư cũng phải bó tay, nếu ngươi không muốn. Vậy quên đi, ngươi đang uy hiếp ta. Nhíu mày, hôi y nam tử trầm giọng nói. Sự thật là như vậy, ta chậm được, ngươi không chậm được, cho nên, không cần nghĩ đến việc tăng giá, bởi vì ngươi hoàn toàn ở vào thế yếu, đương nhiên nếu ngươi là loại người thấy chết không lùi thì ta chỉ có thể tự nhận mình xui xẻo nhưng xem tình huống hình như ngươi cũng không phải loại người này tiêu viêm hài hước nói ngươi cố kìm hãm hồi y nam tử cắn chặt răng một lát sau mới hung hăng gật đầu cam tức nói được ta đồng ý với ngươi chỉ cần ngươi hoàn toàn trừ bỏ được hỏa độc trong cơ thể ta vậy cây thanh mộc đằng này sẽ là của ngươi nhưng hãy nhớ kỹ là hoàn toàn trừ bỏ nếu sau đó ta phát hiện vẫn còn hỏa độc lưu lại trong cơ thể không những ngươi không có được thanh mộc đằng mà chỉ sợ còn phải chịu một chút đau đớn mỉm cười tiêu viêm xoay người đi ra phía ngoài khu giao dịch mà khi nhìn thấy hắn đi tới đám người phía trước đều lùi lại tạo ra một lối đi phía sau hồi y nam tử xoay người đem tất cả đồ vật trên bàn đá thu vào trong nạp giới sau đó nhanh chóng đi theo tiêu viêm sao 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 hỏa độc đã nhiễm vào cơ thể ngươi bao lâu rồi Bên trong một căn phòng yên tĩnh tiêu viêm nhíu mày hỏi hôi y nam từ trước mặt trước khi giải độc hắn phải hỏi rõ ràng mọi việc. Chắc khoảng một năm rưỡi. Nhắc tới việc này. Sắc mặt hôi y nam tử không quá đẹp mắt nhưng nghĩ đến việc trước mặt là luyện dược sư có thể giải độc cho mình, hắn cũng đành phải nuốt giận, trả lời, lúc đó vội vàng muốn tăng lên thực lực nên cần phải bế quan trong thiên phần luyện khí thấp hơn nữa mỗi lần bế quan lại là một hai tháng, hỏa độc cứ không ngừng xâm nhập như vậy, tới sau đó, đến lúc ta phát hiện ra việc này. Hỏa độc đã bám chắc vào bên trong đấu khí, không tách ra được. Đúng rồi, ta tên là Lâm Diễm, ngươi cứ trực tiếp gọi tên đi. Khẽ gật đầu. Tiêu viêm nhìn chằm chằm vào con ngươi phiếm hồng của lâm diễm, sau một lúc lâu, mới thu lại ánh mắt trầm ngâm 7-8 phút chậm rãi nói, hỏa độc trong cơ thể ngươi đã xâm nhập quá sâu có chút vượt qua dự liệu của ta không muốn chết thì yên lặng một chút ta chưa nói là không chữa được nửa câu đầu của tiêu viêm còn chưa nói xong lâm diễm đối diện đã tức giận vỗ bàn cái tính tình thiếu kiên nhẫn này thật sự làm cho người khác đau đầu hừ nói chuyện với ta đừng có vòng vo dù sao ta cũng không quản chờ sau khi ngươi trừ sạch hỏa độc ta mới đưa thanh mộc đằng cho ngươi mặc dù ngồi lại xuống nhưng lâm diễm vẫn vuốt mũi lẩm bẩm nói cười khổ lắc lắc đầu tiêu viêm nói, bởi vì hỏa độc quá sâu. Muốn một lần trừ sạch rõ ràng là không có khả năng, cho nên ta chỉ có thể sử dụng biện pháp trừ dần. Bạn đang đọc truyện tại http 2 gạch chéo gạch chéo tiuinfull.vn phải mất bao lâu? Loại băng linh đan này có thể tạm thời áp chế hỏa độc trong cơ thể, khiến cho nó không thể ăn mòn lý trí của ngươi. Nhớ kỹ, mỗi ngày dùng một viên, ở đây có 15 viên. Đủ cho ngươi dùng nửa tháng. Tiêu Viêm lấy một chiếc bình ngọc từ nạp giới ra, đặt lên bàn. Rất nhanh cầm lấy bình ngọc Lâm Diễm mang theo một phần hoài nghi lấy ra một viên từ trong bình, đan dược màu trắng như tuyết. Tản ra một luồng hơi lạnh nhàn nhạt, thấy thế, trên mặt Lâm Diễm hiện lên một chút vui mừng, đem đan dược một hơi nuốt vào bụng. Theo băng linh đan nhập thể, một luồng hơi lạnh dần dần lan tỏa làm cho hồng mang trong mắt Lâm Diễm hơi nhạt đi một chút. Hỏa độc giảm đi, Lâm Diễm tự nhiên cảm thấy rõ nhất ánh mắt nhìn về phía tiêu viêm cũng nhiều thêm một chút tin phục. Đương nhiên, băng linh đan chỉ có thể áp chế chứ không thể hoàn toàn trừ bỏ. Tiêu viêm vuốt vuốt bầm, trầm ngâm một hồi, bỗng nhiên vung tay lên, một chiếc dược đỉnh xuất hiện trên mặt bàn, thầm thì nói, xem ra vẫn phải phí một phen công phu rồi. Người đi ra ngoài canh cửa, đừng để cho ai quấy giày ta, ta cần phải luyện chế vài thứ. Tiêu viêm phẩy phẩy tay với lâm diễm, nói. Nghe vậy, Lâm Diễm ngẩn ngơ, trong nội viện này, người dám bảo hắn đi canh cửa, cho dù là mấy tên lợi hại như Lâm Tu Nhai. Nghiêm Hạo cũng chưa chắc có cái đảm lượng như vậy đi, nhưng nghĩ đến hỏa độc trong cơ thể mình, Lâm Diễm chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, thành thành thật thật đứng dậy ra ngoài. Sau đó đóng cửa phòng lại. Nhìn thấy Lâm Diễm ra ngoài, lúc này ánh mắt Tiêu Viêm mới quay lại bên trong dược đỉnh, ngón tay khẽ búng, một luồng thanh sắc hỏa diễm bắn vào bên trong cuối cùng hóa thành một ngọn lửa hừng hực bốc lên từ bên trong dược đỉnh. Khi hỏa diễm bắt đầu làm nóng dược đỉnh, tiêu viêm lấy ra từ trong nạp giới hơn 10 loại dược liệu cuối cùng còn lấy ra thêm một viên ma hạch tản ra nhàn nhạt hàn khí. Đặt bên trong đống dược liệu, muốn có được thanh mộc tiên đằng thật đúng là không thể không chi ra một chút vốn liếng nhìn viên tam giai băng hệ ma hạch kia tiêu viêm mím môi lắc lắc đầu, giá trị của những dược liệu này cộng lại ít nhất đã đạt đến 15 vạn kim tể, nhưng để có được thanh mộc tiên đằng. Tiêu viêm cũng đành phải nhịn đau sử dụng. Thứ muốn luyện chế lần này tuy cần sử dụng không ít tài liệu, nhưng cũng không đòi hỏi phải thao tác tinh tế, vì vậy với trình độ luyện được đã đạt đến tứ phẩm luyện dược sư như tiêu viêm. Cũng không cần sử dụng bao nhiêu thời gian. Khi thanh sắc hỏa diễm đang bốc lên, một chất lỏng màu trắng như băng trôi nổi phía trên thanh hỏa, trong lúc quay cuồng, một luồng hàn khí bốc lên, đan vào bên trong hỏa diễm. Hóa thành xương trắng thực chất bốc lên từ bên trong dược đỉnh. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào chất lỏng màu trắng tản ra hàn khí kia, sau khi trải qua hỏa diễm tinh luyện vài phút, khuôn mặt Tiêu Viêm chậm rãi thả lỏng, ngón tay búng ra. Dược đỉnh tự động nghiêng xuống, một cỗ hấp lực nhẹ nhàng hút lấy chất lỏng màu trắng bên trong đỉnh, vẽ nên một đường cong huyền chuyển giữa không trung. Chuẩn xác rơi vào bên trong một chiếc bình ngọc trên bàn. Thở ra một hơi thật sâu, nhìn chiếc bình ngọc tràn đầy hàn dịch tiêu viêm mỉm cười, bàn tay huy động đem dược đỉnh trên mặt bàn cất đi. Sau đó mới thản nhiên hướng đến phía cánh cửa nói, vào đi. Nghe thấy thanh âm của Tiêu Viêm, Lâm Diễm không kiên nhẫn đẩy cửa đi vào, đầy mặt chờ đợi nhìn Tiêu Viêm ổn chưa. Ừm, gật gật đầu, Tiêu Viêm đem bình ngọc trên bàn quảng cho Lâm Diễm, tên kia vội vàng đón lấy. Đây là tẩy tủy hàn linh dịch, đổ một giọt vào bên trong bồn tắm, rồi tĩnh tọa nửa giờ trong đó. Mỗi ngày một lần, cho đến khi hết mới thôi, đến lúc đó mà hỏa độc vẫn lưu lại, ta sẽ giúp ngươi luyện chế thêm, nhớ kỹ trong khoảng thời gian này. Người không thể đến tiên phần luyện khí tháp tu luyện, nếu không, hiệu quả của của thuốc sẽ mất đi tác dụng. Tiêu viêm nhắc nhở nói. Được, hơi hơi kích động cầm lấy bình ngọc lâm diễm cười nói với tiêu viêm, chỉ cần trừ bỏ được hỏa độc trong người ta. Lâm diễm ta coi như nợ ngươi một lần. Ta không có bao nhiêu hứng thú với ngươi, chỉ cần đến khi đó nhớ đem thanh mộc đằng cho ta là được. Tiêu viêm phẩy phẩy tay, sau đó đi đến phía cửa bây giờ ta phải đến thiên phần luyện khí tháp bế quan, hơn nữa thời gian sẽ không ngắn, cho nên trong khoảng thời gian này không cần tìm ta. Được, được, gật gật đầu, lâm diễm nhìn bóng lưng của tiêu viêm, bỗng nhiên cười nói, tiểu tử, trong lúc ngươi tu luyện ta sẽ hỗ trợ một chút cho bàn môn của ngươi, có lâm diễm ta ở đây. Đừng nói cái bạch bang chó má kia, cho dù là nanh sói của lâm tu nhai, cũng chẳng dám làm gì bàn môn. Cước bộ ngừng lại một chút, khóe miệng tiêu viêm hiện lên một chút tiêu ý khẽ gật đầu vậy xin đa tạ lâm diễm học trường chia tay lâm diễm tiêu viêm liền chạy thẳng tới thiên phần luyện khí tháp nằm ở phía bắc của nội viện lúc này cửa tháp đã sớm mở ra nhờ vậy lại giúp hắn giảm đi thời gian chờ đợi tiến vào trong tháp tiêu viêm không hề lưu lại tầng thứ nhất mà trực tiếp tiến nhập vào tầng thứ hai có lẽ do là ban ngày nên đang có rất nhiều người tu luyện giờ phút này cao cấp tu luyện thất và trung cấp tu luyện thất ở tầng hai đều đã bị chiếm hết Thấy thế tiêu viêm vốn định lập tức lên thẳng tầng thứ ba, bất quá sau một hồi do dự. Lại bỗng nhiên tùy ý tìm một cấp thấp tu luyện thất diện tích nhỏ. Cấp thấp tu luyện thất mà tiêu viêm tìm ra thuộc vào loại có diện tích nhỏ nhất, bên trong vẻn vẹn chỉ có thể chứa được một người tu luyện, hơn nữa nhìn bên trong phòng khắp nơi toàn là bụi bặm Rõ ràng cho thấy phòng này rất lâu rồi chưa có ai vào, dù sao tâm hỏa trong tu luyện thất này so với mấy tu luyện thất trung cấp ở tầng thứ nhất còn kém hơn, bởi vậy trừ phi là thật sự không có chỗ tu luyện. Chứ bình thường cũng chẳng có ai mò đến đây để mà tu luyện. Bất quá tiêu viêm tìm loại tu luyện thất dành cho một người này cũng không phải muốn ở tại trong này tu luyện. Hắn vẻn vẹn chỉ cần một nơi yên tĩnh để luyện chế một vài đan dược cần thiết mà thôi. Tiến vào trong tu luyện thất đóng chặt cửa phòng lại. Tiêu viêm cũng không đến chỗ hắc thạch thai mà là trực tiếp ngồi xếp bằng tại chỗ vung tay lên đem dược đỉnh từ trong nạp giới triệu hoán ra. Sắp đặt dược đỉnh xong xuôi, Tiêu Viêm chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu lục lại mấy phương thuốc mà Dược lão đã giao cho hắn tìm kiếm. 5 phút đồng hồ sau khi bất động như một ngọn núi, hắn mở mắt ra. Trong mắt thoáng hiện nét vui mừng, Thanh Chi Hỏa Linh Cao, tài liệu cần luyện chế gồm Tam Diệp Thanh Chi, Hỏa Liên Quả Thiên Linh Thảo, Hỏa hệ Ma Hạch còn Tốc Linh Phong Đan. Tài liệu cần luyện chế gồm Tốc Long Tiên, Dạ Linh Diệp, Phong hệ Ma Hạch Hai loại đan dược này tuy rằng cấp bậc không cao lắm nhưng đều là những loại có hiệu quả khá hiếm lạ. Đây là phương thuốc của ngoại tộc độ hiếm lạ của nó cũng không kém hơn so với thanh ba đấu kỹ. Loại thứ nhất là thanh chi hỏa linh cao tại lúc tu luyện bôi lên trên người. Có thể làm cho da mình đối với năng lượng hỏa thuộc tính xung quanh trong thiên địa cực kỳ nhạy cảm cùng với hấp lực vô cùng kỳ dị bồi loại hỏa linh cao này lên người coi như ngươi không cần phải chủ động vận chuyển công pháp hấp thu năng lượng mà năng lượng hỏa thuộc tính ở xung quanh vẫn bị chịu một hấp lực liên tục. Không ngừng bay hướng cơ thể nhập vào bên trong. Đương nhiên loại hỏa linh cao này cũng có một tác dụng phụ đó là làm cho người dùng có một cảm giác ngứa ngáy cực kỳ khó chịu nếu như tâm trí không đủ kiên định. Chỉ sợ là ngay cả trạng thái bảo trì tu luyện còn không dược huống chi là hấp thu mà loại thứ hai tốc linh phong đan dược hiệu lại càng hiếm lạ hơn sau khi dùng nó có thể làm đấu khí trong cơ thể người dùng tăng tốc lưu truyền cái này giống như là một chiếc quạt gió chú nhập thêm cuồng phong làm cho tốc độ vận chuyển vốn có của nó được tăng tốc càng thêm hung mãnh nhưng cái gì vốn cũng có quy luật của nó cái loại gia tốc đấu khí lưu truyền này giống như là một loại tiêu hao một khi đấu khí lưu chuyển nhanh hơn liên tục trong một thời gian thì đấu khí trong cơ thể liền lâm vào một đoạn thời gian bị cạn kiệt nếu trong tình huống này mà gặp phải địch nhân. Sợ rằng vẻn vẹn chỉ có thể phát huy được một nửa thực lực của mình. Hai loại đan dược dược hiệu cổ quái, tại lúc bình thường có lẽ sẽ không có bao nhiêu người để ý, nhưng đối với tình huống hiện tại của Tiêu Viêm mà nói lại cực kỳ hữu dụng ở trong thiên phần luyện khí tháp này năng lượng hỏa thuộc tính nồng đậm làm cho người khác phải líu lưỡi có thêm thanh chi hỏa linh cao này trợ giúp tăng tốc độ hấp thu không thể nghi ngờ hiệu quả tu luyện sẽ tăng lên rất nhiều lần thêm nữa tâm hỏa trong cơ thể bốc lên thì nếu như tốc độ lưu truyền của đấu khí đột nhiên tăng lên cái này không thể nghi ngờ sẽ làm tốc độ tôi luyện cũng trở nên nhanh hơn bởi vậy nói hai loại đan dược này chính là thứ mà lúc này tiêu viêm cần phải có nhất cũng không là nói quá Hai loại đan dược này tuy cấp bậc không cao với lại phối hợp tài liệu có chút cổ quái nhưng lấy luyện dược thật hiện giờ của Tiêu Viêm. Luyện chế nó vấn đề chỉ là thời gian mà thôi. Ở trong đầu sau khi đem cách thức dung hợp, luyện chế các loại tài liệu cùng với độ lửa lớn nhỏ ôn qua một lần, Tiêu Viêm ngón tay gảy nhẹ. Một luồng hỏa diễm màu xanh theo chỉ phong bắn vào trong dược đỉnh, hừng hực liệt hỏa nhất thời làm cho nhiệt độ trong tu luyện thất tăng lên rất nhiều, ngồi xếp bằng trước dược đỉnh. Tiêu Viêm vung tay lên, một đống đủ các loại dược liệu liền hiện ra trên mặt đất, đồng tử gắt gao nhìn chằm chằm vào hỏa diễm trong chiếc đỉnh, màu xanh hỏa diễm phản chiếu bên trong đôi mắt đen láy. Màu đen cùng với màu xanh kết hợp nhìn có hơi chút kỳ dị. Cơ thể Tiêu Viêm không chút động đậy, khuôn mặt ngưng trọng, bàn tay thỉnh thoảng vung lên, kình khí xảo diệu bao vây lấy dược liệu trên mặt đất, một gốc cây được quăng vào trong dược đỉnh không ngừng tiến hành tinh luyện cùng dung hợp luyện chế lần đầu ước chừng kéo dài gần nửa giờ mới dần kết thúc. Khi tiêu viêm lấy ra một chất sành sạch màu đỏ cất vào trong bình ngọc thì cũng là lúc luyện chế thanh chi hỏa linh cao chấm dứt thành công. Sau khi luyện chế thành công tiêu viêm cũng chưa lập tức luyện chế tốc linh phong đan mà lấy ra một viên hồi khí đan nuốt xuống, ngồi xếp bằng tại chỗ hồi phục đấu khí. Tuy rằng luyện chế thanh chi hỏa linh cao chưa tiêu hao đấu khí nhiều lắm, nhưng theo thói quen tiêu viêm muốn lúc luyện chế đan dược phải ở trong trạng thái hoàn hảo nhất. Bởi vì chỉ có ở trong trạng thái này, bất kể là linh hồn cảm giác lực hay là trình độ khống chế độ lửa đạt được mức cao nhất. Và cũng không thể nghi ngờ là xác xuất thành công luyện chế cũng là cao nhất. Ngồi xếp bằng tĩnh dưỡng trong vòng mười mấy phút đồng hồ. Tiêu viêm mở mắt ra thì thấy trong đó hiện ra hồng quang nhàn nhạt cảm thụ được đấu khí trong cơ thể trải qua một hồi luyện chế thuốc đã tinh tiến hơn một ít không khỏi có chút vui sướng bàn tay vẫy lên, màu xanh hỏa diễm lần thứ hai trong tu luyện thất bốc cháy lên luyên chế tốc linh phong đan. Có lẽ là do cần phải thành đan cho nên thời gian so với luyện chế thanh chi hỏa linh cao lâu hơn gần gấp đôi. Hơn một giờ sau, đôi mắt đang nhắm chặt của tiêu viêm đột nhiên mở ra. Ánh mắt sáng quắc nhìn hỏa diễm lượn lờ bên trong đỉnh bốc lên, tại nơi mà hỏa diễm lượn lờ còn có thể mơ hồ thấy một mai đan dược rất tròn như ẩn như hiện. Chạm rãi thở ra một hơi tiêu viêm đánh tay gảy nhẹ một luồng kình phong đem nắp đỉnh bắn ra tay nhẹ vẫy mấy mai đan dược màu xanh nhạt bắt đầu từ bên trong đỉnh bắn ra cuối cùng bị tiêu viêm hút lấy vào trong lòng bàn tay bàn tay mở ra năm mảnh đan dược màu xanh nhạt nhỏ bằng ngón tay cái đang yên lặng nằm trên đó mùi thuốc nhàn nhạt tán ra xung quanh mùi vị người được giống như mùi thuốc đông y tiêu viêu lúc này cảm giác được đấu khí lưu truyền trong kinh mạch bên trong cơ thể tốc độ thấy nhanh hơn một chút hắc hắc quả nhiên là hữu dụng. Cảm nhận được tốc độ lưu chuyển đấu khí trong cơ thể nhanh hơn, trên khuôn mặt của tiêu viêm không khỏi xẹt qua một tia vui mừng, từ trong nạp giới lấy ra một bình ngọc khác. Sau đó cẩn thận đem đan dược bỏ vào trong đó, sau khi hoàn thành xong xuôi, hắn liền đem dược đỉnh thu vào trong nạp giới rồi phủ phủi mông đứng dậy. Mấy cái đồ vật cần thiết đã chuẩn bị xong, vậy liền tiến vào tầng 3 bế quan tu luyện được rồi trong miệng lầm bẩm một tiếng tiêu viêm sửa sang lại quần áo, sau đó đẩy cửa đi ra khỏi tu luyện thất. Nhìn thấy dòng người lui tới trên thông đạo tiêu viêm thoáng trần chờ một lát rồi tùy ý kéo lấy một người học viên đi qua trước mặt hỏi han vị trí đi vào tầng 3. Đột nhiên bị kéo lại, người học viên kia có chút không kiễn nhẫn muốn mở miệng mắng chửi, nhưng sau khi nghe được vấn đề tiêu viêm hỏi, không khỏi nhanh chóng ngậm miệng lại có thể tiến vào tầng thứ ba tu luyện, thực lực ít nhất phải từ tam tinh đại đấu sư trở lên, hắn trên dưới đánh giá tiêu viêm một chút, sau đó khách khí chỉ về phía tây bắc. Nói tiếng cảm ơn xong, tiêu viêm nhanh chóng bước về hướng tây bắc gần 10 phút sau, chiếc thang hình xoắn ốc giống như đường vào ở tầng thứ hai hiện ra trước mặt. Bất quá lúc này đứng trước cửa cầu thang là hai nam tử nhìn thân phận là đạo sư tiêu viêm nhìn thấy có một vài học viên trước khi tiến vào trong đó đều là phải móc ra hỏa tinh tạp mới được cho phép tiến vào trong lòng thoáng hiện lên chút kinh ngạc tiêu viêm chậm rãi đi đến gần hai gã đạo sư liếc mắt nhìn hắn một người thản nhiên nói muốn đi vào tầng thứ ba tu luyện cần phải có làm sắc hỏa tinh tạp cùng với thực lực ngoài tam tinh đại đấu sư nguyên lai là thủ tục nghe được lời nói của đạo sư tiêu viêm thoáng giật mình một chút lấy thanh hỏa tinh tạp đưa ra thanh hỏa tinh tạp nhìn tinh tạp trong tay tiêu viêm, hai gã đạo sư nhất thời kinh hô, thần tình kinh ngạc nhìn tiêu viêm. Bằng cái này ta có thể đi vào không? Nhìn bộ dáng kinh ngạc của hai người, tiêu viêm mỉm cười hỏi. Thành hỏa tinh tạp đủ để tiến lên tầng thứ sáu tu luyện, tầng thứ ba tự nhiên là đủ tư cách. Một gã đạo sư tươi cười gật gật đầu, trong vẻ tươi cười kèm theo vài phần khách khí. Không quản thân phận như thế nào, thực lực mạnh mẽ luôn đạt được sự tôn trọng của người khác tiếp nhận lại thanh hòa tinh tạp tiêu viêm ôm quyền chào hai gã đạo sư. Sau đó trước số đông ánh mắt hâm mộ ở phía sau tiến vào trong chiếc cầu thang xoắn ốc biến mất không thấy tung tích. Phù, bằng chừng ấy tuổi mà đã có được thanh hòa tinh tạp nhiều năm như vậy đây là lần đầu tiên ta thấy. Nguồn, http 2 gạch chéo gạch chéo tiuyenfull vn sau khi tiêu viêm biến mất. Một trong hai người đạo sư nhịn không được kinh ngạc nói. Đúng vậy, bất quá ta xem khí thức của hắn, tựa hồ mới là cấp bậc đại đấu sư A, vì sao lại có thể có thanh hòa tinh tạp? Vị đạo sư kia có chút nghi hoặc thanh hòa tinh tạp khắp cả nội viện, đệ tử có được loại tinh tạp này không hơn 50 người, mà người có được nó phần lớn đều là cao thủ trên cường bảng. Thực lực đều là ở cấp bậc đấu linh. Hình như đó là tân sinh năm này, được tô trưởng lão thưởng cho thanh hòa tinh tạp thì phải. Vị đạo sư bên cạnh trầm ngâm một hồi, đột nhiên nói ách chẳng lẽ hắn này chính là người được trưởng lão phân phó đặc biệt chiếu cố. Đúng là như vậy rồi. Tại lối vào tầng 3, hai gã đạo sư trường lớn đôi mắt nhỏ, sau một hồi khá lâu, mới bình tĩnh lại cười nhăn nhó gật gật đầu. Thấy bảng dịch cần chỉnh sửa điểm nào hoặc đề xuất chuyện quý đạo hữu comment bên dưới. Hẹn gặp lại quý đạo hữu trong movie sau.